Hình Trân mến chào tất cả cô bác và anh chị đã trở lại kênh của Hình Trân Vlog. Và hôm nay Hình Trân sẽ tiếp tục hướng dẫn cho cô bác anh chị phần 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ nha. Lưu ý là chỉ dành cho những cô bác anh chị lớn tuổi, những người có trình độ tiếng Anh hạn chế ha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp phần tiếp theo. Câu số 31. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? The Speaker of the House. The Speaker of the House. The Speaker of the House. Rồi, như vậy cái câu số 31 này người ta hỏi nếu cả hai tổng thống và phó tổng thống đều không thể phục vụ được nữa thì ai sẽ là người thay thế? Ai sẽ người trở thành tổng thống? Và cái câu trả lời là Speaker of the House, là chủ tịch hạ viện, phải không ạ? Và cái câu này, câu số 31, mình bây sẽ giờ lưu cái ý câu này những từ khóa mình nào? Sẽ lưu ý đầu những cái từ khóa chữ nào? President. Đầu tiên tiếp theo câu là hỏi vice president. If và both or can no longer serve. Nghe được cái từ khóa này thì mình mới trả lời được cô bác anh chị nha. Rồi bây giờ cái câu này, câu trả lời là the Speaker of the House, là chủ tịch hạ viện. Câu tiếp theo. Who is the commander-in-chief of the military? Who is the commander-in-chief of the military? Who is the commander-in-chief of the military? The president. The president. The president. Rồi, câu số 32 dễ nha các anh chị. Người ta hỏi là ai là tổng tư lệnh quân đội của nước Mỹ ha? Ai là tổng tư lệnh quân đội? Commander là tổng tư lệnh, military là quân đội. Bây giờ mình phải nghe được hai từ khóa. Đầu tiên là commander, 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 commander. Và cái từ military, 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 military là quân đội ha các bác anh chị. Và cái câu này mình nghe được hai từ khóa đó và mình trả lời là tổng thống, president, president, the president. Câu tiếp theo. Who signs bills to become laws? Who signs bills to become laws? Who signs bills to become laws? The president. The president. The president. Rồi, câu số 33, người ta hỏi là ai ký dự thảo luật để trở thành luật? Ai ký dự thảo luật để trở thành luật ha? Bill là dự thảo và law là luật. Và đó là tổng thống, không có mà cô bác anh chị. Và câu này là câu ngắn cho nên cô bác anh chị ráng cố gắng nghe ha. Và cái từ nó cũng rất là dễ nữa. Bill thường hổm giờ mình nghe rất là nhiều rồi phải không? Bill là dự thảo luật và laws là luật. Rồi, who signed bill to become laws? Ai ký dự thảo luật để trở thành luật ha? Và mình trả lời là tổng thống. Câu tiếp theo. Who vetoes bills? Who vetoes bills? Who vetoes bills? The president. The president. The president. Câu này cũng dễ luôn. Câu này rất là ngắn và chỉ có cái từ khó đọc là vetoes, là phủ quyết các bác chị nha. Ai phủ quyết các dự luật? Ai phủ quyết các dự luật ha? Và cái từ phủ quyết đó là
Vetoes, 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 vetoes là ai phủ quyết các chủ lực, và mình cũng trả lời là tổng thống. Như vậy ba câu liên tục đều là tổng thống hết ha, đáp án đều là tổng thống hết. Câu tiếp theo. What does the president's cabinet do? What does the president's cabinet do? What does the president's cabinet do? Advises the president. Advises the president. Advises the president. Câu số 35 người ta hỏi là nội các của tổng thống làm gì, và cái từ khóa mình cần nghe được là cái từ the president's cabinet. The president's cabinet, 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 the president's cabinet là nội các của tổng thống làm gì, thì câu trả lời là cố vấn cho tổng thống. Advises the president, advises, advises, advises the president. Câu số 36. What are two cabinet level positions? What are two cabinet level positions? What are two cabinet level positions? Secretary of Labor. Secretary of Labor. Secretary of State. Secretary of State. Câu số 36 này người ta hỏi mình là kể ra hai chức vụ trong hàng nội các của chính phủ, và mình phải nghe được cái từ khóa là two cabinet level ha. Two cabinet level. Two cabinet level. Two cabinet level. Position. Position là vị trí. Position. Position. Kể ra hai chức vụ trong nội các của chính phủ, thì trong nội các của chính phủ có rất là nhiều các chức vụ ha. À, trong sách có liệt kê rất là nhiều, và cô bác anh chị nếu như chọn được cái đáp án nào mình dễ nhớ nhất thì mình chọn. Và ở đây Trân sẽ chọn là Bộ trưởng Bộ Lao động và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là Secretary of Labor và Secretary of State. À, cái từ bộ trưởng là mình đọc là secretary, secretary, secretary. À. What does the judicial branch do? What does the judicial branch do? What does the judicial branch do? Explains laws. Explains laws. Rồi như vậy câu số 37 người ta hỏi mình là ngành tư pháp làm gì? Ngành tư pháp là judicial branch. Ngành tư pháp judicial, 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 judicial branch. Mình phải nghe được cái từ là judicial branch do là cái từ khóa nha các bác anh chị, và mình sẽ trả lời là ngành tư pháp có ba cái chức năng, nhưng mình chọn cái chức năng dễ nhớ nhất là explain laws, là giải thích pháp luật các bác anh chị nha. Explain law, explain law ha. Câu số 38. What is the highest court in the United States? What is the highest court in the United States? What is the highest court in the United States? The Supreme Court. The Supreme Court. The Supreme Court. Rồi, câu này người ta hỏi là cái tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là gì? Highest, highest, highest court. Highest court, đó là cái từ khóa mình phải nghe được nha.
Và cái tòa án cao nhất của Hoa Kỳ là The Supreme Court, là tòa án tối cao. The Supreme Court, Supreme Court. Câu tiếp theo. How many justices are on the Supreme Court? How many justices are on the Supreme Court? How many justices are on the Supreme Court? 9. Câu số 39, người ta hỏi là có bao nhiêu thẩm phán ở tối cao pháp viện? Cái từ mình phải nghe được từ hóa là how many justices? Justices. Justices. Justices là thẩm phán. Supreme Court. Supreme Court là tối cao pháp viện. Và cái đó là từ khóa mình phải nghe được của anh chị nha. Và mình câu trả lời là chính này. Câu tiếp theo. Who is the Chief Justice of the United States now? Who is the Chief Justice of the United States now? John Roberts. John G. Roberts Jr. Rồi, như vậy là hôm nay mình đã học xong câu 10 câu tiếp theo rồi. À, nếu mà cô bác anh chị có vấn đề gì thắc mắc thì cứ ghi dưới comment cho Huyền Trân nha. Huyền Trân rất là cảm ơn sự ủng hộ của cô bác anh chị. Huyền Trân xin chào và hẹn gặp lại vào video clip lần sau.